Hai Ngọc, hôm nay cho phép em được gọi là chồng của em. Từ khi yêu nhau, anh ấy nói rằng anh thích người con gái dịu dàng, nhẹ nhàng, dễ thương. Nhưng với tính cách của em thì hơi cá tính, ít nói lời yêu thương, không trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình. Thì qua ống kính ngày hôm nay, em cũng dành bày tỏ tình cảm chân quý nhất gửi đến anh, người con trai tuyệt vời nhất của đời em, một lời cảm ơn. Và tụi mình sẽ hứa bên nhau suốt đời. And I suppose it's never gonna be perfect, but heaven knows I'll do my best to try. And when we reach the end, it will be worth it. It's you I get to choose for all my. Oh. Đến hôm nay thì anh với em cũng đã là vợ chồng. Anh cũng rất là yêu thương em và cũng mong rằng là từ đây về sau dù có khó khăn gì thì mình cũng cùng nhau vượt qua và sẽ cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Có thể là một cái duyên. Ngày mai là ngày 15 tháng 7 thì cũng chính thức là 8 năm tròn tụi mình yêu nhau. Trong một lúc là về quê bạn mình chơi thì vô tình mình thấy vợ mình rất là song sáo và vui vẻ nhiệt tình, vào nấu ăn thì mình thấy rất là đảm đang và tính tình cũng vui vẻ cởi mở và nụ cười của vợ mình thì rất là đẹp, thì mình ấn tượng lúc đó và mình bắt đầu là thích và quyết định là tấn công vợ mình. 6 tháng ròng rã Ngọc theo đuổi thì bởi tính cách hiền lành, chỉnh chu, chăm lo từng ly từng tí nên đôi mình đã xe duyên, gắn kết và đi đến tới tận hôm nay. Con cũng xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ hai bên gia đình. Ba mẹ hai bên đã tạo điều kiện vun vén cho tụi con duy trì được mối quan hệ dài đến ngày hôm nay và về chung một nhà. Cảm ơn ba mẹ là đã có công sinh thành dưỡng dục và cho con một người vợ xinh đẹp dịu dàng và tạo điều kiện cho con có được hạnh phúc ngày hôm nay. Và cũng gửi lời cảm ơn đến mẹ đục của con thì cũng đã có công sinh thành nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho con và giúp con là có được một người vợ đẹp và dịu dàng và có được ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Con xin cảm ơn rất nhiều. Và tụi con cũng xin hứa để đáp lại cái công ơn của hai bên gia đình thì tụi con sẽ sống với nhau thật là hạnh phúc. With you I can see it. Bà con hai họ mạnh khỏe hạnh phúc và tình thông thủy gia chúng ta ngày còn gắn kết đẹp. Kính thưa ông bà ba mẹ, chào dì mẹ, anh chị em nằm ngồi hai bên, chú và Thiến đã có món quà và tình cảm thân thương dành cho vợ chồng Ngọc và Vinh. Chúng con không có gì hết, xin gửi lại cảm ơn chân thành và trân quý những món quà và tình cảm mọi người đã dành cho tụi con. Tụi con xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Thì kỷ niệm vui nhất có lẽ là cái lần mà lúc mình tỏ tình với vợ mình thì lúc đó là mình đã cùng với hai người bạn giúp đỡ cho mình đã lên kế hoạch rất là chi tiết và tỉ mỉ.
nhân dịp đây thì mình cũng cảm ơn bạn Long, bạn Cường, bạn Trúc Yên nữa. Các bạn đã tổ chức nên một đêm lãng mạn để cho Ngọc theo đuổi mình. Và phút giây đó thì mình cũng nhớ mãi. Rồi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chói trên tấm đỏ, nhà hàng tiệc cưới đã sẵn sàng. Sau bao năm trong đợi mở màn, cuối cùng hai cô chú đã về bên nhau. Lời chúc chẳng có gì hơn, chúc hai cô chú tình yêu mặn nồng. Đối với mình thì vợ mình thì đương nhiên là ở một vị trí rất quan trọng đối với mình. Không những chỉ là một người vợ mà cũng là một người bạn đồng hành và cùng mình từ đây cho đi hết quãng đường còn lại, sống cho đến già. Chính thức ngày hôm nay thì hai đứa mình đã về chung một nhà. Thì em và anh cùng cố gắng tiến tới phía trước, cùng bước trên con đường nắm chặt tay nhau và xây nên một gia đình nhỏ thật là hạnh phúc, yên ấm và mãi bên nhau đến suốt cuộc đời. Thì mình cũng mong rằng là hai vợ chồng là luôn yêu thương và hiểu nhau, tin tưởng nhau, và dù có khó khăn gì thì cũng cùng nhau vượt qua và tìm ra được vấn đề và giải quyết được vấn đề đó và đi đến với nhau đến cuối con đường. Dù sau này có gặp khó khăn hay thử thách, em sẽ luôn luôn ở bên anh và hậu phương vững chắc cho anh, và chúng ta cùng dìu nhau bước qua những thăng trầm của cuộc sống và sống với bên nhau đến đầu bạc răng long.